quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Bộ trưởng Phan Văn Giang dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Ban chỉ đạo 515 quốc gia kiểm tra làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Hiệu quả từ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công đoàn lực lượng vũ trang Quân khu 5. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa làng Đắc Tiêng Cơ Tu, thôn 4, xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Thôn 4 xã Đắc La hiện có 147 hộ với 915 nhân khẩu, trong đó có 97% là người đồng bào Sơ Ngao, phần lớn theo đạo Thiên Chúa Giáo, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đời sống của bà con từng bước được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Trong năm 2022, trong thôn đã giảm được 8 hộ nghèo và có 50 hộ cận nghèo thoát nghèo. Toàn thôn có 136 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 92,5%. Con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 100 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá 5 tỷ đồng tặng nhân dân tỉnh Kon Tum gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao quà tặng các gia đình tiêu biểu, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong thời gian này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thời gian qua, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Thời gian đến, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tại Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, tổ chức hội nghị kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2022 trên địa bàn quân khu và tỉnh Đắk Lắk. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận biểu dương kết quả các đơn vị địa phương đã đạt được, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 515 quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tập trung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ để kết luận địa bàn. Lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, bảo đảm tiến độ hiệu quả. Hiện nay, quân khu đã cơ bản hoàn thành công tác kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, tổ chức tìm kiếm quy tập đối với các khu vực có thông tin liệt sĩ được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.
năm 2022 đã tìm kiếm quy tập được 224 hải cốt liệt sĩ ở trong nước và 46 hải cốt liệt sĩ ở nước ngoài. Riêng tại Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được 20 hải cốt liệt sĩ trong nước và 15 hải cốt liệt sĩ ở Campuchia. Nhân dịp mới nhận công tác tại Việt Nam, đồng chí Sophanh Hadao Hioang, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng đã đến thăm, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi đón tiếp. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đồng chí Sophanh Hadao Hioang và đoàn công tác, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội Lào đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để quân khu 5 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Đảng, Nhà nước, quân đội Lào tiếp tục tạo điều kiện để quân khu 5 và sư đoàn bộ binh 5, Bộ chỉ huy quân sự 4 tỉnh Nam Lào, trường hạ sĩ quan số 2 Viêng Say tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác. Đồng chí Sophanh Hadao Hioang cảm ơn sâu sắc tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đặc biệt là sự hỗ trợ hiệu quả của Quân khu 5 đối với quân đội Lào và các địa phương có chung đường biên giới với quân khu trong thời gian qua. Đồng chí Sophanh Hadao Hioang mong muốn vun đắp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong huấn luyện quân sự, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp là hình thức huấn luyện đòi hỏi mọi cán bộ chiến sĩ vận dụng tốt các kỹ chiến thuật cá nhân và phân đội. Ngoài việc để kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, diễn tập chiến thuật tập tổng hợp chính là điều kiện giúp chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên về hoạt động này tại Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Sau khi kết thúc huấn luyện năm 2022, Tiểu đoàn Bộ binh 85, Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp với quy mô lớn, đánh chiếm nhiều mục tiêu khác nhau. Suốt quá trình diễn tập, từ bước lập kế hoạch, chuyển trạng thái, hành quân di chuyển, bảo đảm hậu cần, tất cả đều phải được chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ. Mọi hoạt động của đơn vị đều được đặt trong tình huống chiến đấu. Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp là hình thức huấn luyện diễn tập cao nhất sát thực tế chiến đấu với nhiều nội dung hình thức phong phú. Thì qua diễn tập là điều kiện để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đồng thời rèn luyện cho bộ đội nắm chắc các cái hình thức chiến thuật, sẵn sàng thực hiện các cái nhiệm vụ khi có tình huống được giao. Diễn ra trong thời gian 6 ngày, bộ đội phải hành quân bộ hàng trăm km trên nhiều địa hình phức tạp. Tất cả vũ khí, trang bị chiến đấu, quân tư trang sinh hoạt của cá nhân đều gọn gàng trên vai chiến sĩ. Đội hình hành quân di chuyển trong các tình huống giả định như vận động dưới làn hỏa lực của địch, vượt sông, vượt các chướng ngại vật, khó khăn vất vả nhưng không làm chùn bước chân chiến sĩ. Và đợt diễn tập lần này là cơ sở để cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hệ thống lại các nội dung đã được huấn luyện như chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, vượt sông cũng như các nội dung khác, là cơ sở để nâng cao trình độ năng lực, khả năng chỉ huy của đội ngũ cán bộ, rèn luyện hành động của chiến sĩ sát với thực tế chiến đấu. Anh Vương Xe mang ván nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bộ đội thì đỡ cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đồng thời tổ chức quán triệt xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp này là thực hành bắn chiến đấu cấp trung đội có tăng cường hỏa lực cấp đại đội. Ngoài yêu cầu phải tiêu diệt hết mục tiêu đúng thời gian, còn đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn người và vũ khí trang bị. Đây là yếu tố quyết định để đánh giá kết quả của đợt diễn tập tổng hợp và đánh giá kết quả qua một năm học tập rèn luyện của toàn đơn vị. Đảng ủy, ban chỉ huy trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là xây dựng ý chí quyết tâm, rồi nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục cái khó khăn. Đơn vị thì hoàn thành tốt cái nhiệm vụ diễn tập, đặc biệt là cái hình thức diễn tập chiến thuật cái bắn đạn thật cấp đại đội bộ binh, tiêu diệt là 100% các cái mục tiêu. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối vào người, vũ khí trang bị là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Cuộc diễn tập của Tiểu đoàn Bộ binh 85 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đây là cơ sở để cán bộ chiến sĩ tổ chức học tập huấn luyện tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Được xem là phong trào thi đua yêu nước trọng tâm, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được các cấp công đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu 5 triển khai sâu rộng, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên công đoàn rèn luyện, thi đua, cống hiến tài năng, trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, bậc thợ. Từ phong trào đã có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp hiệu quả vào công việc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Xưởng sửa chữa vũ khí 38 Cục Kỹ thuật Quân khu 5 luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong lực lượng vũ trang quân khu về hưởng ứng phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hầu như năm nào, đơn vị cũng có đề tài khoa học tham gia hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp và đạt giải cao. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, trực tiếp là công đoàn cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đoàn viên thực hiện phong trào, lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị. Ủy ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng luôn động viên, gần gũi đoàn viên công đoàn, thành lập những cái tổ câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng cái quy chế hợp lý. Vào dịp đầu năm thì tất cả các đoàn viên công đoàn đều có cái đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được cơ quan chuyên ngành thẩm định phê duyệt. Bên cạnh đó, tham gia trong câu lạc bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì các đoàn viên trao đổi kinh nghiệm với nhau để xây dựng và hoàn thiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất sửa chữa tại đơn vị. 4 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2019. Năm 2021 được Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là những thành tích đáng ghi nhận, phản ánh quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của Thiếu tá Lương Công Quyền, điều dưỡng trưởng Bệnh viện Quân y 13 trong 5 năm qua. Từ lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò điều dưỡng viên, giúp đỡ động viên nhiều bệnh nhân vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Bên cạnh đó, anh luôn chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cho ra đời nhiều đề tài sáng kiến, góp phần không nhỏ vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Tiêu biểu là đề tài đánh giá hiệu quả phương pháp khâu cố định niêm mạc không nhét bấc trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi tại Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5. Vì trong cái điều kiện điều trị thì của bệnh nhân á, thì chúng ta thấy có những cái bất cập. Từ đó chúng tôi mới suy nghĩ rằng để giảm sự cái sự đau đớn cho bệnh nhân, rồi coi như giảm đi bớt cái chi phí điều trị và mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Từ đó chúng tôi mới nghĩ rằng là mới đưa ra cái phương hướng là làm cái đề tài nghiên cứu khoa học đó để mang lại kết quả đánh giá cho người bệnh nó tốt hơn. Các nội dung của phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo được cụ thể hóa gắn với việc thực hiện các phong trào cuộc vận động do cơ quan đơn vị phát động như mô hình luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tổ công đoàn giúp nhau một ngày công, tổ lao động sáng tạo, giờ giảng kiểu mẫu, hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, thăm tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn tổ chức sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công đoàn chúng tôi đã chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện về những hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa với địa bàn làm công tác dân vận của bệnh viện. Trong đó chúng tôi là lực lượng quân y, chúng tôi để thể hiện được tình cảm qua khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong nhiều năm qua đã được quân khu và cấp trên đánh giá rất cao. Với gần 300 công trình, sáng kiến, hàng trăm đề tài, sản phẩm sáng tạo với giá trị tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách hàng tỷ đồng được áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động, công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Hàng trăm lượt tập thể và hàng ngàn lượt cá nhân được các cấp trao bằng khen tặng là những kết quả nổi bật mà phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo ghi dấu trong 5 năm qua.
sự phong phú đa dạng của những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực công tác là minh chứng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào và được đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu tích cực hưởng ứng, thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Đây là một trong những hoạt động có sức lan tỏa rất lớn trong việc hiến kế, hiến sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị, góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của lực lượng vũ trang quân khu trong những năm vừa qua. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cả về thời gian, cả về kinh phí để cho cán bộ đoàn viên công đoàn khơi dậy cái tiềm năng trí sáng tạo của mình trong cái việc mà sáng kiến, cải tiến các mô hình, các hoạt động của công đoàn để đi vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sức sống từ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã tạo nên tinh thần thi đua sâu rộng, đồng thời là động lực quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần hăng hái thi đua, cống hiến tài năng, trí tuệ, cùng sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu trong tình hình mới. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.